Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay Sơn đang đi đến con thác gọi là thác Bản Hốc các bạn ạ. Thác Bản Hốc này thuộc xã Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Và ngày hôm nay thì Sơn đang đi xuống đây để thứ nhất là để ngắm con thác, thứ hai là để review những cái khung cảnh ở dưới này và tắm cùng mọi người nữa. Bởi vì ngày hôm nay rất là oi bức mà được vào con thác ở bên trong kia mà tắm thì tuyệt vời. Và bây giờ trước tiên thì Sơn sẽ ghi hình ở đây để truyền tải cho mọi người xem trước đã nhá. Đây các bạn có thể quan sát thấy rằng là con thác này sẽ có một cái dòng chảy bắt nguồn từ rất là xa và chảy một đường chảy cũng khá là đẹp để dẫn đến một cái bãi tắm mà mọi người đang tắm ở dưới đây. Đó, Sơn đang ghi hình dọc theo con suối dẫn đến cái bãi tắm của mọi người đang tắm đây các bạn này. Đây, như mọi người quan sát thấy thì nó có một rừng cây rất là xanh, rất là đẹp rồi. Và bên dưới này thì lại có một cái bãi tắm rất là tuyệt vời nữa. Mọi người có thể đi đến đây và cái đường đi xe máy chúng ta có thể đi đến sát với cả chân con thác này luôn được các bạn ạ. Bây giờ Sơn sẽ di chuyển xuống thấp dưới bên dưới nữa cho các bạn xem nhé. Đây, Sơn đang di chuyển xuống dần bên dưới này, chuẩn bị sát với cả bãi tắm của mọi người đang tập trung đây rồi các bạn này. Đó, chúng ta quan sát từ bên trên nhìn xuống thì trông nó có vẻ là rất là nhỏ thôi. Thế nhưng chúng ta đến gần với cả con thác này thì chúng ta sẽ có được một cái góc nhìn rất là tuyệt vời. Và bây giờ Xuân sẽ ghi lại một cái hình ảnh ở bên dưới này nữa. Ở bên dưới đây thì mọi người đang chơi đùa cũng như là đang tắm ở dưới này rất là vui vẻ. Đây thì chủ yếu là người dân địa phương ở đây, bởi vì là khách du lịch thì vẫn chưa biết nhiều đến đây. Và rất mong là trong cái video này thì sẽ có nhiều khách du lịch được biết đến những con thác ở trong quê hương Nghĩa Đô. Có một số các chị em, anh em, người đồng bào dân tộc Tày đang tắm ở đây. Sơn rất là muốn xuống đây để tắm rồi nhưng mà đang cầm máy quay như thế này di chuyển xuống thì cũng khá là nguy hiểm, rất có thể là sẽ bị té nước vào máy quay. Hồi trước thì Sơn đi quay cái hội lễ hội té nước ấy và cũng đã bị ướt máy quay rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để lé lé ra chứ không hôm nay chỉ đem một máy quay thôi, rất là nguy hiểm. Ôi nhưng mà đứng xuống dưới nước này thì cảm giác mát lắm các bạn ạ, sướng thật. Với cái mùa hè oi bức này mà chúng ta được tắm ở những con suối, con thác như này thì rất là tuyệt vời. Đây, chị gái người Tài. Bây giờ tôi đến để hỏi thăm chị gái này một chút nhá. Cảm giác của chị mà khi được xuống con thác này tắm thì chị có một cảm giác như thế nào ạ? Rất mát, rất sướng luôn em. Rất mát, rất sướng ạ. Nếu mà được lên đỉnh thì chị có sẽ thích hơn không? Ở trên kia em có ghi hình từ trên đỉnh xuống rồi nhưng mà trên đỉnh em thấy có vẻ hình như là có một con thác nữa. Vâng. Đấy, lên đỉnh cũng nghĩ là sẽ thích hơn đấy. Vâng, lên đỉnh chắc thích hơn. Vâng. Chị là người dân ở đây luôn ạ? Vâng, chị ở Vĩnh Yên ạ. Chị là người Vĩnh Yên luôn. Vâng. Thế là hôm nay là đi tham gia những chương trình văn hóa của người Tày. Vâng. Thì mọi người rủ nhau vào đây tắm á. Vâng, vâng. Nhưng em... mà thường ngày ở chị ở nhà chúng thường lên thác này tắm. Cũng ở nhà cũng hay vào đây tắm. Vâng. Thế là chứng tỏ là vào đây nhiều lần rồi đó. Vâng, vào đây nhiều lần với lại con cái thác này quen thuộc với chị rồi. Thế ạ? Tức là có nhiều kỷ niệm cái thác này rồi đúng không? Vâng, mọi người cùng nhau xuống đây tắm nhưng mà chị ngại quá là hôm nay hội là uống tí rượu nữa. Hôm nay mọi người uống rượu rồi cho nên là cũng không muốn tắm nhiều quá đúng không? Ngại ấy. Dạ vâng, vâng. Em cảm ơn chị nhá. Một chị gái người Tày khá là xinh đẹp và cũng thường xuyên để vào trong con thác này tắm. Chị cũng là người thuộc xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên đấy các bạn ạ. Giữa mùa hè nóng lực mà chúng ta nhìn thấy những dòng nước nó chảy mát mẻ như thế kia thì thực sự là đến đây thì ai cũng muốn tắm thôi các bạn ạ. Vào đây thì chủ yếu là các cháu nhỏ quanh thôn bản ở nơi đây, các cháu ra đây tắm. Còn du khách thì vì chưa nhiều người được biết đến cho nên là vẫn rất là ít du khách biết đến nơi đây các bạn. Lại thêm một chị gái khá là xinh nữa các bạn ạ. Chị gái có vẻ là người ở Nghĩa Đô này không ạ? Không, tớ người ở Kim Sơn. Chị ở Kim Sơn à? Vâng, vâng. Vẫn là người Bảo Yên thôi đúng không? Và hôm nay thì chắc là cũng vẫn là đi tham gia văn hóa, văn nghệ cùng mọi người và vào đây tắm thôi. Vâng ạ. Cảm giác khi
được ngâm mình xuống dưới nước này chị cảm giác như thế nào? Cảm giác nó lạ lắm. Lạ lắm. Như kiểu là hồi ngày xưa tuổi còn thơ ấy, mình thường đi săn sâu ấy, ngày xưa bọn em cũng được tắm cái thác như thế này. Cảm giác được trở lại tuổi ấu thơ đúng không ạ? Vâng. Và một cảm giác rất là sung sướng. Vâng. Thế bây giờ thì là không tắm nữa, mọi người đi về hết hả chị? Vâng, bây giờ đi về. Đi về mọi người về, không chờ mình tắm, mình vẫn rất muốn tắm nhưng mà mọi người về mình phải về. Mình đi theo đoàn đây đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhá. Vâng. Nhớ đi. Nhìn các bạn nhỏ bơi lội ở trong này mình cảm giác sướng quá, nhưng mà không ai cầm máy để xuống bơi cùng với các bạn. Một bạn gái khá là xinh và vừa nãy thì đã chụp ảnh với một bạn trai khác. Ồ, bông hoa lại còn xinh hơn nữa sao á. Nói chung là bạn gái này với cả bông hoa đẹp như nhau. Sao phải che ngại gì đâu, mình xinh mình có quyền mà. Xấu hổ lắm. Bên này thì các cháu nhỏ là đang rất là hào hứng xem mọi người chụp ảnh. Các bạn ơi, chắc là có lẽ Sơn sẽ kết thúc cái video này tại đây thôi. Thời gian thì cũng có hạn và bây giờ thì nó cũng khá là muộn rồi. Và mọi người khách kiểu như là mọi người địa phương ở đây đi, khi mà đi đến đây chơi ấy, thì mọi người tắm một lát và đi về hết rồi. Bây giờ chỉ còn lại những bạn nhỏ ở quanh khu vực này tắm ở đây thôi. Và bây giờ Sơn cũng chắc là sẽ đi về. Và xin phép được chào các bạn nhé. Bye bye.